chúng ta sẽ được tập trung vào kỹ năng listening cũng như là writing game nhé. 1. Work in groups. Discuss and answer the questions. 1.1. Em hãy làm việc theo nhóm, hãy thảo luận và trả lời những câu hỏi. Ở đây các em nhìn thấy hai bức tranh. Bức tranh đầu là những cái ở ngôi nhà rất là đẹp ở một đất nước cũng gần chúng ta thôi. Bức tranh số 2 là mọi người đang mua sắm ở, có thể ở đây là một cái chợ đúng không nào? Number 1, where is Bangkok? Bangkok ở đâu? Number 2, what is Bangkok famous for? Bangkok thì nổi tiếng về cái gì? Và đây là gợi ý của cô. Number 1, Bangkok is in central Thailand. Bangkok ở trung tâm của Thái Lan. Number 2, it's famous for its temples, markets, shopping centers, silk, street food, friendly people, and many types of entertainments. Bangkok nổi tiếng cho những cái đền chùa, những cái chợ, trung tâm mua sắm, lụa, thức ăn đường phố, những con người thân thiện và rất là nhiều loại hình giải trí ở đây. Bây giờ các em hãy đến với một bài nghe. Nội dung về Bangkok chính là cái thành phố xinh đẹp của Thái Lan mà chúng ta vừa tìm hiểu trong hai bức tranh các em nhé. 2. Listen and tick T, true, or F, false. Ở bài này các em hãy nghe và sau đó tick true với những câu đúng hoặc là false với những câu sai các em nhé. Câu số 1 chúng ta có thông tin như sau. Bangkok is famous for palaces. Ở đây là famous for là nổi tiếng. Bangkok nổi tiếng với những cái lâu đài cung điện. Number 2. Things at Chatuchak Market are expensive. Mọi thứ ở chợ Chatuchak thì rất là đắt. Number 3. The floating market is on the sea. Chợ nổi thì ở trên biển. Number 4. The campfire stores are around Bangkok. Bạn có thể tìm thấy những quầy đồ ăn trên khắp xung quanh Bangkok. Vậy nếu thông tin em nghe được là đúng, em sẽ tích cho cô chữ T. Còn nếu sai, chúng ta sẽ tích chữ F các em nhé. Bây giờ các em hãy nghe. Unit 9. Cities of the World. Page 33. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen and tick T, true, or F, false. Bangkok is famous for its markets and street food. Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything at cheap prices. It's only 5 minutes walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people's life. Another interesting type of market is the floating market on the river. Don't forget to try street food in Bangkok. It's easy to find food stalls all around Bangkok serving different Thai dishes. They're really delicious. Các em đã nghe xong, vậy thì hãy đối chiếu đáp án với những đáp án trên màn hình của cô nhé. Câu số 1, Bangkok thì nổi tiếng với những cung điện. Vậy thì ở đây đáp án sai, tại sao? Ở đây người ta chỉ đề cập đến là Bangkok is famous for its markets and street food. Bangkok nổi tiếng với chợ, những cái chợ và những cái món ăn đường phố đúng không nào? Chứ không, người ta lại không đề cập đến ở đây là Bangkok nổi tiếng với những cung điện các em nhé. Vậy thông tin này của chúng ta là false. Number 2. There are over 15,000 stores selling nearly everything at cheap prices. Ở đây giá của những cái món đồ ở chợ này rất là rẻ, chứ không phải là đắt. Vậy chúng ta sai ở từ expensive, phải thay bằng từ cheap. Number 3, chợ nổi ở trên biển. Ở đây người ta chỉ đề cập đến cho chúng ta là the floating market on the river. Và thường là chợ nổi của chúng ta chỉ ở trên sông các em nhé. Chúng ta sẽ thay từ sea bằng từ river. Number 4, bạn có thể tìm thấy các quầy đồ ăn trên khắp Bangkok. Vậy ở đây chúng ta có thông tin là đúng. It's easy to find food stores all around Bangkok. Thật là dễ để tìm các quầy đồ ăn ở khắp Bangkok.
Chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. 3. Listen again and fill each gap with one word or number. Ở phần này, các em chúng ta hãy cùng nghe lại và điền mỗi chỗ trống với một từ hoặc là một con số mà em nghe được. Lưu ý là chúng ta chỉ điền một từ hoặc là một số thôi các em nhé. Number 1. Chatuchak Market has over stores. Chợ Chatuchak có hơn bao nhiêu quầy? Vậy ở đây chúng ta cần một con số các em này. Number. Number 2. Chatuchak Market is about minutes walk from the station. Chợ Chatuchak thì đi bộ khoảng bao nhiêu phút? Ở đây chúng ta cần một con số từ nhà ga. Number 3. You can see part of Thai people at the market. Bạn có thể nhìn thấy được một phần cái gì đó của người Thái. Thì sau cái này chúng ta sẽ, sau sở hữu cách chúng ta sẽ cộng danh từ ở chợ. Number 4. Street food in Bangkok is. Thức ăn đường phố ở Bangkok thì như thế nào? Chúng ta sẽ cần một tính từ để mô tả. Vậy thì câu số 1, số 2 chúng ta sẽ điền con số. Câu số 3 chúng ta sẽ điền một danh từ, một từ. Và câu số 4 chúng ta sẽ điền một tính từ. Các em chúng ta nghe lại nhé. 9. Cities of the World. Page 33. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and fill each gap with one word or number. Bangkok is famous for its markets and street food. Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything at cheap prices. It's only 5 minutes walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people's life. Another interesting type of market is the floating market on the river. Don't forget to try street food in Bangkok. It's easy to find food stalls all around Bangkok serving different Thai dishes. They're really delicious. Các em đã nghe xong, vậy chúng ta có nghe được những con số này không? Ở câu 1 chúng ta sẽ điền là 15.000 và tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là 15,000. Number 2, 5. Number 3, life. And number 4, delicious. Delicious, đây có nghĩa là ngon các em nhé. Four. Work in groups. Talk about a city in your country using the questions below as a guide. Hãy làm việc theo nhóm, hãy nói về một thành phố ở đất nước của bạn sử dụng những câu hỏi bên dưới như là một gợi ý. Ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Các em lưu ý, ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Thứ nhất, what city is it? Thành phố đó là gì? Ví dụ chúng ta nói về thành phố Hạ Long thì chúng ta sẽ viết là it is Hạ Long City. Đó là thành phố Hạ Long. Number 2, what is it like? The weather, the people, the food. Nó như thế nào? Thời tiết, con người và đồ ăn. Chúng ta có thể trả lời như sau. The weather is cool. The people are friendly and helpful. The food is fresh and delicious. Thời tiết thì mát mẻ, con người thì thân thiện và giúp đỡ mọi người. Đồ ăn thì tươi và ngon. Number 3, what can you see and do there? Bạn có thể nhìn thấy và làm gì ở đó? In Hạ Long City, you can visit Hạ Long Bay, go to Tuần Châu Island, Glam Point Mountain, visit Bái Tử Long Bay, Ba Vàng Pagoda, Hạ Long Night Market, and Quảng Ninh Museum. Ở thành phố Hạ Long, bạn có thể thăm Vịnh Hạ Long, đi đến đảo Tuần Châu, leo núi Bài Thơ, thăm Bái Tử Long, Vịnh Bái Tử Long, Chùa Ba Vàng, chợ đêm Hạ Long, cũng như là Bảo tàng Quảng Ninh. Và phần số 5 chúng ta sẽ đến với phần là write a postcard of about 50 words about the holiday in the city. Use the information in 4. Hãy viết một cái tấm thiệp khoảng 50 từ về cái kỳ nghỉ ở một thành phố và sử dụng các thông tin ở bài số 4 nhé. Ở đây em lưu ý giúp cô tấm thiệp thì em có thể đính tranh ảnh. Và đầu tấm thiệp chúng ta sẽ có lời gọi là lời chào. Dear mom and dad, dear my, dear nga. Và cuối tấm thiệp chúng ta sẽ chào thân ái nhé và ký tên của mình. Ở đây là gợi ý của cô. Dear mom and dad, how are you?
I'm having a really great time in Hạ Long City. The weather is cool, people are friendly and helpful. The food, especially seafood, is fresh, cheap, and delicious. In Hạ Long City, I can visit Hạ Long Bay, go to Tuần Châu Island, climb Ho Chi Minh Mountain, visit Bãi Tử Long Bay, and Ba Vàng Pagoda, Hạ Long Night Market, Quảng Ninh Museums. You should come here one day. Love, Trang. Bố mẹ thân mến, bố mẹ có khỏe không? Con thực sự có một khoảng thời gian tuyệt vời ở thành phố Hạ Long. Thời tiết ở đây thì mát mẻ, mọi người rất tốt bụng và thân thiện. Đồ ăn đặc biệt là đồ biển thì tươi, rẻ và ngon. Ở thành phố Hạ Long, con có thể thăm được vịnh Hạ Long, đi đến đảo Tuần Châu, leo núi Bài Thơ, thăm vịnh Bái Tử Long, chùa Ba Vàng, chợ đêm Hạ Long và bảo tàng Quảng Ninh. Bố mẹ cũng nên đến đây một ngày nào đó nhé. Con yêu bố mẹ, con Trang. Okay, our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.